Yeah, okay, tôi lấy chúng tôi thay nâng khung nhiệm vì việc cả para para zoom in zoom out. Chúng zoom in mình hay dùng cùng rí zoom out cùng rùm. Chúng tôi còn chúng tôi nâng zoom in zoom out phải bao giờ nâng dùng ai chờ para para tạm biệt. Sốt khát bao giờ của bạn để dùng ai cho control control trước hay nâng mai bao giờ nhỉ? Trong chúng tôi cần đào. Chúng dùng ai cho lưu về cho máu hay dùng cho control trước hay dùng vào mai bao giờ nhỉ? Đến nay tôi nghe khơi lừa video bao giờ chẳng phải riêng định room nhưng mà chẳng ai khơi nè biết là tao bây giờ chẳng prapra luôn này nhưng chẳng ọt bánh hà thấy phải phone cho mọi người biết nó cứ nghe xuống thằng ca prapra mệt đến rồi cái này tao nghe ai chọn nhờ lừa icon của bán nè trong chúng nói nè nên tao nghe ai ô cho là nè phải phone cho mọi người zoom in zoom out cứ ở bên đây của bạn thấy cái này nó cứ easy mệt đến mà sân chỉ nè tao nghe អត់ចេះប្រើអត់សំទោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនធ្លាប់ដឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ទាំងពីររបៀបហ្នឹងក៏បាននេះស្រួលក្នុងការមើលឯកសារបងយើងក្រៅយើងដាក់តូចពេកឧទាហរណ៍ថាអូបើកពុបមកនេះរូបប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះជីទូទៅខ្ញុំតែនិយាយទំហំត្រឹម 100 ឬក៏ 105 ទៅពេលខ្ញុំរសៃឯកសារខ្ញុំជួយចាត់ដាក់ធំធំអញ្ចឹងដែរដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលឆែកមើកន្លែងណាមួយនេះគឺជាខុសឆ្គងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណេះហ្នឹងឯងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ Zoom in Zoom out អញ្ចឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូក្រោយទៀតអូខេសូមគោរពជម្រាបលា